Chào mừng các bạn đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Nguyễn Ngọc Thúy. Cô rất vui được đồng hành cùng các bạn trong bài học này. Trong bài học hôm nay, cô và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu bài Nói và đáp lời đề nghị, lời đồng ý. Các bạn cùng theo dõi bài giảng của cô nhé. Đọc lời các nhân vật trong tranh. Các bạn hãy quan sát tranh và đọc thầm lời của các nhân vật trong tranh nhé. Các bạn hãy cho cô biết trong tranh vẽ gì vậy? À, trong tranh vẽ bốn bạn nhỏ. Hai bạn bên phải đang tham gia một trò chơi. Hai bạn bên trái thì vừa đi từ xa đến. Hai bạn bên trái đã nói gì vậy? Hai bạn ấy đã nói, cho chúng mình chơi thì đoán tên đồ vật với. Đây được gọi là lời đề nghị đó các bạn. Hai bạn ấy đã nói lời đề nghị với bạn mình để được tham gia trò chơi. Khi nói lời đề nghị, các bạn cần nêu rõ chúng ta nói lời đề nghị với ai. Đó là người lớn, hay bạn bè, hay là em nhỏ. Các bạn nói lời đề nghị về điều gì? Xin phép, nhờ giúp đỡ hay là mượn đồ? Khi nói lời đề nghị, các bạn nên thể hiện thái độ chân thành, nhẹ nhàng và lịch sự nhé. Hai bạn bên phải tranh đã nói gì? À, hai bạn bên phải tranh đã nói, mời các bạn cùng chơi. Lời nói này là lời đồng ý hay là lời từ chối vậy các bạn? Đây chính là lời đồng ý. Trong trường hợp này, nếu như các bạn được bạn bè cho phép đồng ý tham gia trò chơi, các bạn sẽ đáp lời đồng ý như thế nào? Cô gợi ý cho các bạn nhé. Chúng ta sẽ đáp lời đồng ý như sau. Cảm ơn các bạn nhé. Mình cũng thích chơi trò này lắm. Trong các trường hợp chúng ta được cho phép hoặc đồng ý, chúng ta thường nói lời cảm ơn với thái độ chân thành, lịch sự và vui vẻ. Bây giờ, cô và các bạn sẽ cùng nhau luyện tập nói lời đề nghị trong một số trường hợp sau. Hãy nói lời đề nghị trong các tình huống sau. Em nhờ bố lấy quyển sách ở trên cao. Em muốn mượn bút của bạn. Em muốn mượn đồ chơi của em nhỏ. Các bạn hãy suy nghĩ, đóng vai để nói lời đề nghị trong ba tình huống này nhé. Cô mời các bạn thực hiện. Các bạn đã nêu được lời đề nghị chưa? Cô gợi ý cho các bạn nhé. Trong tình huống em nhờ bố lấy quyển sách ở trên cao, cô sẽ nói lời đề nghị như sau. Bố ơi, bố lấy giúp con quyển sách tiếng Việt nhé. Sách để trên cao quá, con lấy không được ạ. Hoặc là cô sẽ nói. Bố ơi, tối qua mẹ cất sách ở ngăn trên. Cao quá, con với không tới. Bố lấy giúp con nhé bố. Trong tình huống em muốn mượn bút của bạn, cô gợi ý cho các bạn. Mình quên mang bút rồi. Bạn còn bút tím không? Cho mình mượn một cây bút nhé. Hoặc là chúng ta sẽ nói. Bút của mình hết mực rồi. Bạn cho mình mượn một cây bút nhé. Vậy trong tình huống cuối cùng, các bạn sẽ nói lời đề nghị như thế nào? Trong tình huống em muốn mượn đồ chơi của em nhỏ, cô sẽ nói. Búp bê đẹp quá, em cho chị mượn xem một chút nhé. Hoặc là em cho anh mượn chạy thử chiếc xe này được không? Qua ba tình huống vừa rồi, các bạn vừa được luyện nói lời đề nghị với người lớn, với bạn bè và với em nhỏ. Khi nói lời đề nghị,
Các bạn hãy nhớ, chúng ta nên dùng thái độ chân thành, nhẹ nhàng và lịch sự nhé.